nhờ sản phẩm của anh như mấy cái màn ảnh như vậy đó, nhiều khi khách người ta đang relax, người ta ngồi nghỉ ngơi, mình cũng không cần nói nhiều, người ta tự người ta thấy thì thực sự ra đó là giúp tăng lên income. Có những khách nhiều khi người ta ngồi nhưng mà vài ba lần sau người ta lại hỏi ủa ở đây có eyelash hả, là nó giúp liền cho những người thợ, người ta tăng liền mà người ta khỏi cần phải nói. Khi họ nhìn cái DSLR này á, thì họ rất là thích, họ không nghĩ là của Việt Nam mình luôn á, họ nghĩ là của Mỹ, tại vì làm rất là chuyên nghiệp và đẹp, hình ảnh lại sống động. Họ nói một chữ wow. Họ nói một chữ wow, giống như lần đầu tiên chị nhìn mà cái demo vô, chị cũng nói một chữ wow, thật sự làm đẹp quá. Về cái màn hình VDS á, nó rất là có lợi. Thứ nhất là nó làm cho cái tiệm mình nó more professional look. Cái thứ hai nữa là khi mà khách hàng nó ngồi trong thời gian waiting chờ đợi thì khách hàng nhìn được những cái service mà tiệm offer, thợ của mình và bản thân của manager không cần phải upsell cho khách hàng, mà khách hàng nó tự động qua những cái hình ảnh đó mà nó muốn làm những cái service như vậy, thì nó sẽ boost lên cái income của tiệm gấp 3 lần. Còn chờ gì nữa, hãy gọi cho chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn. 1-888-389-7240.